Tin Thế Giới sáng ngày 22 tháng 3 Tổng thống Zelensky bác bỏ tối hậu thư, kêu gọi đầu hàng của Nga Moscow tố Kiev giấu pháo trong trung tâm thương mại Giới chức Nga kêu gọi quyền góp cho các binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Mỹ John Sullivan Tình báo Ukraine tiết lộ giới tinh hoa Nga đang âm mưu lật đổ ông Putin Giám đốc FSB là người kế nhiệm Tôi Lâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin thế giới sáng ngày 22 tháng 3 của Dekaner TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thưa quý vị, tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ hai cho biết Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận các tối hậu thư từ Nga và các thành phố như Kiev, Mariupol hay Kharkiv sẽ không chấp nhận sự chiếm đóng của Nga. Ông Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn do công ty phát thanh công cộng Suspinen của Ukraine công bố, Chúng tôi nhận được một tối hậu thư với những yêu cầu, hãy làm theo nó và sau đó chúng ta sẽ kết thúc chiến tranh. Ukraine không thể thực hiện tối hậu thư này. Trước đó, vào ngày Chủ nhật, Tổng thống Zelensky khẳng định người Ukraine sẽ không chấp nhận một thỏa thuận nào đó có liên quan đến việc mất lãnh thổ hay chủ quyền. Ông nói, có những thỏa hiệp mà chúng tôi không thể sẵn sàng chấp nhận với tư cách là một nhà nước độc lập. Ông cũng nói thêm rằng, ông sẵn sàng đàm phán với ông Putin nhưng cũng cảnh báo rằng, nếu các nỗ lực đàm phán thất bại, điều đó có nguy cơ dẫn đến một thế chiến mới. Cũng trong cuộc phỏng vấn được Supine công bố hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine cho biết bất kỳ thỏa hiệp nào với Nga để chấm dứt chiến tranh sẽ cần được người Ukraine bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý. Người dân sẽ phải lên tiếng và phản ứng với hình thức thỏa hiệp, và các thỏa hiệp sẽ là chủ đề của các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga. Ông Zelensky nói thêm, các vấn đề có thể được nêu ra trong bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào có thể liên quan đến các vùng lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng, bao gồm Crimea hoặc các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 3, Nga tuyên bố không kích trung tâm thương mại ở Kiev được Ukraine dùng làm nơi tập kết pháo binh. Nhiều khu vực xung quanh cũng bị tên lửa tập kích khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và phá hủy nhiều công trình, phương tiện ở xung quanh. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố, khu vực gần trung tâm thương mại được dùng làm căn cứ các chữ đạn pháo phản lực và nạp pháo cho các bệ phóng rocket. Đòn tấn công tầm xa với độ chính xác cao đã phá hủy một khẩu đội pháo phản lực của Ukraine cũng như kho chứa đạn trong trung tâm thương mại. Cơ sở này đã ngưng buôn bán từ lâu. Quân đội Nga sau đó công bố video từ máy bay không người lái UAV cho thấy các tổ hợp pháo phản lực Ukraine khai hỏa tại trận địa rồi di chuyển vào chỗ trú ẩn trong trung tâm thương mại. Địa điểm này sau đó bị phá hủy hoàn toàn bởi một quả đạn chưa rõ chủng loại. Trong khi đó, giới chức Ukraine cáo buộc Nga đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng khi tấn công vào trung tâm thương mại. Quan chức quân sự của Ukraine Mykola Medeski nói rằng không có mục tiêu quân sự chiến lược trong khu vực. Một người có tên Valentina Timofina nói với Reuters rằng con của bà hôm qua vẫn còn làm việc ở trung tâm. Thưa quý vị, theo Reuters cho hay, các quan chức địa phương ở vùng Begorod của Nga giáp biên giới với Ukraine đã thiết lập các điểm thu gom thực phẩm, thuốc men, quần áo và các vật dụng khác để gửi cho quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukraine. Theo các quốc gia thành viên NATO và chính phủ Ukraine, Gần một tháng sau khi cuộc xâm lược bắt đầu, các bước tiến quân sự của Nga đã chậm lại và các đường tiếp tế đang bị gián đoạn do sự ngăn cản của quân đội Ukraine. Điều này dẫn đến các vấn đề hậu cần của Nga. Một thông báo dán băng keo trước cửa một cửa hàng tạp hóa ở quận Krochansky, vùng Belgorod cho biết, các điểm thu tiền viện trợ đã được thiết lập trong tòa nhà chính quyền địa phương ở làng Chiyakovo gần đó. Một người dân giấu tên cho biết anh đã xem thông báo vào thứ Bảy và gửi cho Reuters một bức ảnh. Thông báo không có chữ ký viết dòng. Hiện tại thứ quan trọng nhất đối với quân đội chúng tôi là thuốc men, giảm đau mạnh, thuốc cảm, thuốc ho, băng gạc, ống tiêm, insulin, novocaine, lidocaine. Chúng tôi cũng nhận các vật dụng vệ sinh cá nhân, tất, mũ, găng tay, đồ lót giữ nhiệt, thuốc lá, đèn pin đội đầu. Giới chức vùng Belgorod đã thông báo cho người dân qua mạng xã hội vào ngày 27 tháng 2 rằng họ đã mở các điểm thu gom cho quân đội. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov đã gửi một thông điệp tương tự tới người dân địa phương vào ngày 3 tháng 3. Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Mỹ John Sullivan Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga ngày 21 tháng 3 cho biết đã triệu đại sứ Mỹ John Sullivan để phản đối lời lẽ chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden về nhà lãnh đạo Putin liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Biden nói rằng ông Putin là một tội phạm chiến tranh vì đã điều hàng chục nghìn quân vào Ukraine. Nga cáo buộc những tuyên bố như vậy của Tổng thống Mỹ không xứng đáng với một chính khách có cấp bậc cao như vậy, đã đặt quan hệ Nga-Mỹ đến bờ vực rạn dạ nứt. Điện Kremlin trước đó mô tả các bình luận là sự xúc phạm cá nhân đối với ông Putin. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không xác nhận lệnh triệu tập đại sứ tại Nga, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC nói rằng những tuyên bố của Nga chỉ cho thấy Tổng thống Putin đang trở nên tuyệt vọng như thế nào. Các lực lượng Ukraine đã chống lại các lực lượng Nga và phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Moscow trong nỗ lực buộc nước này phải rút quân. Thưa quý vị, các nguồn tin từ tình báo Ukraine cho biết, một nhóm giới tinh hoa Nga đang âm mưu lật đổ Tổng thống Nga Putin trong nỗ lực khôi phục quan hệ kinh tế với phương Tây. Theo New York Post, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Ukraine ngày 20 thông báo trên mạng xã hội rằng, ngộ độc, ốm đau đột ngột, tai nạn, Giới tinh hoa Nga đang cân nhắc loại bỏ Putin. Tại Nga, một nhóm những người có ảnh hưởng đã được thành lập. Những người muốn loại bỏ Putin càng sớm càng tốt và khôi phục các mối quan hệ kinh tế với phương Tây đã bị phá hủy bởi cuộc chiến ở Ukraine. Tổng cục tình báo Ukraine cho biết, tình báo cho biết nhóm đã chọn Alexander Botnikov, người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga FSB và là thành viên cốt cán trong nhóm quyền lực của ông Putin, làm người kế nhiệm tổng thống. Tổng cục tình báo cho biết kế hoạch đã thất bại sau khi Putin cáo buộc Budikov thực hiện một tính toán sai lầm chết người, dẫn đến một cuộc xâm lược chậm chạp và tốn kém vào Ukraine. Tổng cục tình báo cho biết, Budikov và bộ phận của ông chịu trách nhiệm phân tích tâm lý của người dân Ukraine và hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine. Tổng cục tình báo cho biết thông tin tình báo đến từ các nguồn tin Nga, những người đang cân nhắc các lựa chọn để ông Putin từ chức, bao gồm cả khả năng ông bị ám sát. Bài đăng của tình báo Ukraine cho biết sự thay đổi lãnh đạo cũng có thể là một nỗ lực nhằm thiết lập quan hệ đối tác với chính quyền Ukraine khi chiến tranh kéo dài. Các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ và các đồng minh NATO áp đặt đã khiến nền kinh tế Nga bị bóp nghẹt. Trên khắp thế giới, tài sản của các nhà tài phiệt Nga đã bị các nước phương Tây thu giữ và nhiều người đã trốn về Nga hoặc đến các nước thân thiện hơn. Đầu tháng này, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham đã bị lên án vì kêu gọi ai đó bên trong Nga ra tay để ám sát ông Putin. Ông Graham nói với người Nga rằng, nếu Putin vẫn là nhà lãnh đạo của họ, ông ấy sẽ khiến các bạn đồng lõa với tội ác chiến tranh. Các bạn là những người tốt, nhưng các bạn sẽ không bao giờ có tương lai, các bạn sẽ bị tách khỏi thế giới và sống trong cảnh nghèo đói khủng khiếp. Vì vậy tôi hy vọng ai đó ở Nga sẽ hiểu rằng ông ta đang hủy hoại nước Nga và các bạn cần phải làm mọi thứ có thể để đưa tên này ra ngoài. Graham viết trên Twitter: Liệu Nga có Brutus không? Brutus là một trong những kẻ ám sát Julius Caesar có đại tá Stoltenberg thành công hơn trong quân đội nga không? Stoltenberg là một sĩ quan Đức ám sát Hitler. Cách duy nhất để kết thúc điều này là để ai đó ở nga hãy loại bỏ gã này. Bạn sẽ làm được những điều tuyệt vời cho đất nước và thế giới, ông Graham viết. Nhận xét của Graham đã bị cả hai đảng trong chính phủ Hoa Kỳ chỉ trích. Người phát ngôn tòa bê Oksnesaki cũng lên án những nhận xét quá khích của Graham. Bà nói đó không phải là quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Tất nhiên là bạn không nghe thấy một tuyên bố như vậy từ bất cứ ai trong chính quyền này. Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này để lên án việc Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine vì đã tạo ra một tình huống nhân đạo thảm khốc, đồng thời thúc giục tiếp cận viện trợ và một lần nữa yêu cầu Moscow ngừng giao tranh và rút quân. Đây sẽ là lần thứ hai đại hội đồng gồm 193 thành viên bỏ phiếu về cuộc khủng hoảng Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Trong cuộc bỏ phiếu trước đó vào ngày 2 tháng 3 nhằm thông qua nghị quyết đại hội đồng lên án hành động gây hấn chống lại Ukraine, có 141 phiếu thuận, Nga, Belarus, Eritrea, Triều Tiên và Syria đã bỏ phiếu chống, trong khi 35 quốc gia trong đó có Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tìm cách cải thiện kết quả này. Các nghị quyết của Đại hội đồng là không ràng buộc, nhưng lại có sức nặng chính trị. Cuộc bỏ phiếu ngày 2 tháng 3 cho thấy Nga bị quốc tế cô lập trước cuộc xâm lược Ukraine. Dự thảo nghị quyết dự kiến sẽ được biểu quyết trong tuần này tập trung vào tình hình nhân đạo, yêu cầu bảo vệ dân thường, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ, nhà báo, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác. Ukraine và các đồng minh phương Tây đã cáo buộc Moscow tấn công dân thường một cách bừa bãi. Dự thảo nghị quyết cũng yêu cầu chấm dứt cuộc bao vây các thành phố ở Ukraine, đặc biệt là Mariupol. Times, lính bắn tỉa Anh ở Ukraine nói quân đội Nga yếu hơn Taliban. Thưa quý vị, cựu lính bắn tỉa người Anh Sean Matthew cho biết thành tích chiến đấu của binh sĩ Nga rất tồi, có thể tệ hơn cả chiến binh Taliban. Anh cũng cho rằng không thể có chuyện quân đội Nga bao vây Kiev, thủ đô của Ukraine. Theo báo Times của Anh, người đàn ông 34 tuổi Sean Matthew đã được cử đến Afghanistan hai lần khi anh ta phục vụ trong quân đội Anh trước đây. Matthew từng tham gia vào cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2, nhưng anh không phải là thành viên của quân đoàn nước ngoài. Anh ấy hiện đang ở Ukraine để giúp huấn luyện dân thường về sơ cứu và xử lý vết thương. Gần đây, anh đã chứng kiến cuộc chiến đấu của binh lính Nga ở Epin. Điều này thuyết phục anh rằng anh đang ở bên chiến thắng. Anh mô tả rằng 12 binh sĩ Nga đã tiến vào Epin vào thời điểm đó, khi hai cánh quân bắt đầu trao đổi hòa lực binh lính Nga hoảng sợ, hầu hết trong số họ đã bị giết và một số ít trốn thoát. Taliban có thể đang làm tốt hơn họ, họ không thể bảo vệ Kiev, anh nói. Sau khi chứng kiến sự bất lực hoàn toàn của các binh sĩ Nga, Matthew mô tả họ là kém cỏi về mặt chiến thuật. Anh ấy nói rằng anh ấy biết mình 100% ở bên chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã kêu gọi các tình nguyện viên nước ngoài đến nước này để chống lại sự xâm lược của Nga. Đến nay đã có khoảng 2.000 20 người từ khắp nơi trên thế giới đến Ukraine chiến đấu. Họ đã thành lập quân đoàn nước ngoài đáng chú ý nhất kể từ nội chiến Tây Ban Nha. Tờ Guardian của Anh đưa tin, tất cả các tình nguyện viên nước ngoài đều phải ký hợp đồng với chính phủ Ukraine, sau đó họ sẽ được giao cho các đơn vị đào tạo để đánh giá kinh nghiệm nghề nghiệp. Ngoài việc tuyển mộ các tình nguyện viên nước ngoài, chính phủ Ukraine cũng đã khuyến khích thường dân nước này nhập ngũ để chung sức bảo vệ quê hương. Mới đây một cụ bà 98 tuổi muốn nhập ngũ để chống lại nước Nga. Vì tuổi cao nên đã bị từ chối nhưng bản lĩnh của bà vẫn được khẳng định. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trên Twitter rằng, người phụ nữ lớn tuổi đã chiến đấu trong Thế chiến thứ hai và đây là lần thứ hai trong đời bà gặp chiến tranh. Bà đã sẵn sàng để bảo vệ đất nước của mình một lần nữa. Dù có thế mạnh và kinh nghiệm nhưng bà vẫn bị từ chối vì quá lớn tuổi. Chúng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ sớm ăn mừng một chiến thắng nữa ở Kiev, dòng tweet cho biết. Thưa quý vị, dựa trên thông tin tình báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ ngay lập tức chuẩn bị các biện pháp phòng thủ trước mối đe dọa tấn công mạng ngày càng tăng từ Nga. Ông Biden nói, nếu mọi người chưa làm như vậy, tôi kêu gọi các đối tác khu vực tư nhân của chúng ta tăng cường các biện pháp phòng thủ an ninh mạng ngay lập tức. Tổng thống Biden trích dẫn thông tin tình báo rằng chính phủ Nga đang xem xét các lựa chọn cho các cuộc tấn công mạng tiềm tàng, bao gồm cả việc đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với việc Moscow phát động cuộc chiến ở Ukraine. Ông chủ tòa bệ ốc cho biết chính phủ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ để ngăn chặn, phá vỡ và nếu cần thiết sẽ đáp trả các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ à tầng quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng hầu hết các cơ sở hạ à tầng quan trọng trong nước đều do các tổ chức tư nhân sở hữu và vận hành, không thể bắt buộc thực hiện các biện pháp an ninh mạng cụ thể. Tổng thống Biden nói thêm, các chủ sở hữu và nhà khai thác phải đẩy nhanh nỗ lực khóa điện tử. Các nhà chức trách Mỹ cho biết mọi lĩnh vực từ các tuyến đường cung cấp nhiên liệu đến nguồn cung cấp nước đều có nguy cơ bị tấn công mạng. Giới chức xác nhận tin tàng Nga đã là một trong những mối đe dọa chính. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Công nghệ mạng và Công nghệ mới nổi, Anne Nierberger, nói với các phóng viên rằng bất chấp cảnh báo của ông Biden, không có gì chắc chắn rằng sẽ có một sự cố mạng đối với cơ sở hạ tầng quan trọng. Bà Nierberger nhắc lại những cảnh báo trước đây của tòa bệ ốc rằng nếu Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả. Thưa quý vị, bản tóm tắt gần đây của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về cuộc chiến Nga-Ukraine cho thấy rằng Hoa Kỳ biết rõ tình hình và đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục ca ngợi quân đội Nga làm mạnh mẽ và được trang bị tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quân đội Nga cho đến nay đã thua thiệt cả về mặt tâm lý lẫn thực tế trên chiến trường. Và chính quyền Trung Quốc đã tự làm xấu mặt bằng những lời tuyên truyền của mình. Chuyên gia, Hoa Kỳ hỗ trợ tình báo cho Ukraine. Ông Tô Tử Vân, Giám đốc Chiến lược Quân sự và Công nghiệp của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Epoch Times rằng Hoa Kỳ rất thận trọng hỗ trợ Ukraine, bao gồm cung cấp vũ khí phòng thủ và chia sẻ thông tin tình báo. Ông Tô cho biết, Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine tên lửa Javelin và Stinger. Hơn nữa, chia sẻ thông tin tình báo là rất quan trọng. Ông nhận định, Nói cách khác, Hoa Kỳ chia sẻ các thông tin tình báo điện tử khác nhau với Ukraine mà không thực hiện các hành động quân sự trực tiếp để họ có thể nắm bắt được hình ảnh của quân đội Nga trên chiến trường. Chuyên gia Đài Loan bình luận, những hình ảnh mà chúng ta đang nói đến không phải là những bức ảnh thực tế, nhưng điều quan trọng là lực lượng đồn trú Ukraine phải có hiểu biết toàn diện về các hành động và việc khai triển của quân đội Nga. Điều này sẽ phá vỡ sương mù chiến tranh và cho phép Ukraine nhìn thấy rõ ràng. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ có thể đã cung cấp cho Ukraine một số thiết bị liên lạc điện tử có thể gây nhiễu liên lạc quân sự của Nga. Chuyên gia Tô cho biết, chúng tôi đã thấy thiết bị truyền thông không dây dân dụng của Motorola. Cần phải nói rằng nó rất tinh vi và chúng tôi đã từng thấy nó trong quân đội Ukraine. Sau đó có thể có máy bay trinh sát chiến trường. Loại máy bay trinh sát này có thể thực hiện quét chụp các lớp chiến trường. Và radar trên máy bay có thể tạo ảnh radar tương đối hoàn chỉnh với các mục tiêu mặt đất sau đó Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine. Trong những tình huống này, Ukraine có thể ngăn chặn hiệu quả bước tiến của quân đội Nga. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kích quân đội Nga nhưng vạch trần điểm yếu của chính mình. Chính quyền Trung Quốc đã tuyên truyền về hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga. Vào ngày 25 tháng 2, một ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine, CCTV là cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc đã đăng một bài báo có tiêu đề Từ hôm qua đến nay, 5 chiến thuật được quân đội Nga sử dụng. Bản tin cho biết 5 chiến thuật của quân đội Nga bao gồm vũ khí dẫn đường chính xác mở đường, lực lượng phản ứng nhanh nắm giữ các điểm mấu chốt, liên hợp trên biển, trên bộ và trên không, lực lượng lớn và xen kẽ tấn công tổng lực, chiến tranh hỗn hợp và thông tin, bí mật khai triển và tiến công, và xâm nhập sớm. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, quân đội Nga đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế qua cuộc chiến Syria trong những năm gần đây, đồng thời liên tục hiện đại hóa trang thiết bị của họ, Điều này có lợi thế lớn về cả chất lượng và số lượng. Ngược lại, quân đội Ukraine thiếu binh sĩ và kinh nghiệm trong các hoạt động quy mô lớn, trang bị lạc hậu, thiếu vật liệu và ít có cơ hội chiến thắng trong chiến tranh thông thường. Bản tin nói rằng quân đội Nga sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M, tên lửa hành trình Iskander K, tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-101 và tên lửa chống bức xạ phóng từ trên không KH-31P. Nói rằng những tên lửa này là xương sống thiết bị của quân đội Nga trong những năm gần đây khả năng kiểm soát độ chính xác ở cự ly hàng trăm km, nằm trong phạm vi 20m, đặc biệt là loạt tên lửa Iskander. Trong đó, độ chính xác trong phạm vi 5m là có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu nhỏ và mục tiêu phẳng. Bản tin cũng tuyên bố rằng các chuyên gia nhận định quân đội Nga sẽ tiến hành áp chế điện tử quy mô lớn khi cuộc chiến bắt đầu. Điều này sẽ khiến quân đội Ukraine khó phản ứng nhanh hơn. Ông Tô Tử Vân cho rằng lần này quân đội Nga đã đưa ra nhiều vũ khí tối tân như xe tăng T-90, không quân đã sử dụng máy bay tiêm kích ném bom Su-34 và bom trên không. Nga vẫn có những loại xe tăng tối tân hơn, thậm chí là tối tân hơn xe tăng Ukraine hai thế hệ. Nhưng quân đội Nga không thể thoát khỏi đòn phản công của tên lửa chống tăng của quân đội Ukraine. Chuyên gia Đài Loan nói rằng, vũ khí và trang bị chỉ là một phần của cuộc chiến. Khi nhìn vào một cuộc chiến thì không chỉ nhìn vào trang thiết bị mà còn xem đơn vị đó có khả năng thực hiện một chiến dịch phối hợp hay không. Hiện tại, có vẻ như quân đội Nga thì không. Theo ông Tô, tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hoàn toàn sai lầm. Năm chiến thuật của quân đội Nga mà chính quyền Trung Quốc tuyên bố từ lâu đã trở thành hình mẫu cho quân đội các nước. Ngay từ năm 1991, Hoa Kỳ đã sử dụng đạn dược chính xác để mở đường trong chiến tranh vùng vịnh. Sau đó họ nhanh chóng tấn công quân đội và sau đó phá bỏ sự kháng cự có tổ chức của đối phương. Quân đội Nga dường như không thực hiện được các cuộc diễn tập như vậy. Ông cho rằng quân đội Nga có thể đang thiếu đạn chính xác nên sẽ sử dụng các loại bom truyền thống không có khả năng dẫn đường trong trận chiến. Thứ hai, cuộc tấn công chớp nhoáng của quân đội Nga là chiến lược sai lầm khi sử dụng. Lúc đầu, Nga muốn học hỏi từ chiến thuật sốc và sợ hãi của Mỹ. Quân đội bao vây thành phố bằng đường bộ, sau đó bao vây thành phố bằng các loại đạn dược và sau đó thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Mục đích là làm tan giá tuyến phòng thủ tâm lý của Ukraine và khiến Ukraine nhanh chóng đầu hàng. Nhưng quân đội Nga đã thất bại. Ông tôi cho rằng cuộc xâm lược của Nga là không đúng lúc vì quân đội cơ giới hóa của Nga rất khó tạo đội hình, chiến đấu và các cánh đồng ở Ukraine lầy lội nên rất dễ hạn chế phương tiện. Vì thế, quân đội Nga đã phải sử dụng các con đường, vốn dễ thiệt hại, vì là đội hình hành quân nên nó là một đội hình đơn tuyến và dễ bị phá hơn. Tổng thống Putin bắt đầu cuộc chiến không đúng lúc vì ông tin rằng một cú chớp nhoáng có thể khiến Ukraine nhanh chóng đầu hàng. Nhưng Nga đã thất bại trên cả chiến trường tâm lý và quân sự. Chuyên gia Tô nhận định, thói quen của Đảng Cộng sản Trung Quốc là lên tiếng ủng hộ Nga, nhưng tuyên truyền của đảng này đã tự làm xấu chính mình. Ông tôi cho rằng cuộc chiến này sẽ gây chấn động cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vì Nga có biên giới với Ukraine và vì vậy nó chủ yếu là một cuộc chiến trên bộ. Nếu quân Nga thất bại trong khi đi bộ hoặc lái xe tăng tấn công, Bắc Kinh sẽ càng khó tấn công Đài Loan từ bên kia biển. Quân đội Trung Quốc lớn nhưng không mạnh. Ông Tô nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tăng ngân sách quân sự và chuẩn bị tiếp tục cải tiến trang thiết bị của mình nhưng các cuộc tấn công xuyên biển và đổ bộ là những hoạt động quân sự khó khăn và có thể dễ dàng bị các tàu Đài Loan chặn trên biển. Đài Loan có một số lượng lớn tên lửa chống hạm có vai trò tương tự như tên lửa chống tăng của chiến trường Ukraine và hải quân Trung Quốc cũng sẽ bị tên lửa chống hạm tiêu diệt. Đây là khó khăn đầu tiên. Thứ hai, Đảng Cộng sản Trung Quốc thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong các trận chiến quy mô lớn, đặc biệt là trong chiến tranh hải quân và không quân. Đánh giá của ông Tô về quân đội Trung Quốc là nón lớn nhưng không mạnh. Ông nói thêm, đó cũng là một lời cảnh tỉnh cho Bắc Kinh. Chiến tranh trên bộ đã khó nhưng chiến tranh trên biển còn khó hơn. Thưa quý vị, mục tin Thế giới sáng của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Safe Chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.